Cậu nhóc đáng thương này, ngay từ lúc sinh ra đã trở thành trẻ mồ côi. Bố mẹ cậu đã bị một con hổ chúa nặng 900 cân ăn thịt trong lúc bảo vệ cậu. May mắn cậu đã được một gia đình nhà sói nuôi dưỡng và dạy bảo. Vậy làm thế nào mà cậu nhóc yếu đuối này có thể báo thù được cho cha mẹ và thống lĩnh được rừng xanh? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nha! Trong một khu rừng rậm bên cạnh tiểu vương quốc nhỏ, đang xảy ra một cuộc bạo loạn giữa người và thú vô cùng nghiêm trọng. Chỉ thấy bóng dáng một con mãnh hổ hung tợn đang càn quét hết, cuối cùng chỉ còn lại một đứa trẻ ngồi khóc bên cạnh gốc cây. Một con báo đen từ từ đi đến. Nó nhìn ngắm cậu bé một hồi lâu và quyết định lấy cái mồm gớm ghiếc của mình cắp cậu bé đi vào sâu trong rừng, mà tất cả những sự việc này đều bị một con mãng xà siêu to khổng lồ nhìn thấy hết. Con báo đen cắp cậu bé đến trước cửa một hang động, rồi lặng lẽ rời đi sang bên bụi cây bên cạnh để quan sát. Rất nhanh, mùi hơi người của cậu bé đã nhanh chóng thu hút được lũ sói xung quanh. Đúng là trẻ con không biết gì, đối diện với thần chết mà thằng bé cứ hất mặt lên khiêu chiến gạo úy nhau. Lũ sói phi đến nhìn thấy cậu bé loài người đang ngồi trơ vơ giữa tảng đá, éo hiểu thằng rầm nào mang con bỏ chợ đến đây để mình đổ vỏ. Chúng nó quay ra nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của đứa trẻ. Nó quên mất đi bản tính săn mồi của mình mà tiến đến gần đứa bé, liếm hết vết máu trên người cậu bé đi, khiến cu cậu nhột mà vuốt ve lại con sói. Hai đứa làm thân với nhau rất nhanh, cứ như kiếp trước đã từng là người yêu cũ của nhau rồi hay sao ấy. Và bọn chúng cũng quyết định sẽ đổ vỏ đứa bé này. Đột nhiên từ xa có một con chó điên lao tới. Nó là tay sai trung thành của con mãnh hổ hung tợn nhất trong rừng, vì nó đánh hơi được mùi thơm thịt người từ đứa bé. Nó lao đến như một thằng dân tổ, rồi nhìn đứa bé với ánh mắt thèm thuồng khoái chảy nước miếng. Định lao vồ đến xơi tái tranh đứa bé thì đã bị hai con sói chặn lại, rồi thị uy: "Nếu mày không cút khỏi đây thì tao sẽ lột da mày chấm muối ớt Tây Ninh ăn." Con chó điên sợ quá cũng chim cút về báo tin cho đại ca của nó chính là con hổ kia. Sau khi con chó điên rời đi, báo đen núp trong bụi rậm lúc ấy mới thò đầu ra yên tâm về sự an toàn của đứa bé. Đã có đội quân sói bảo vệ thì không còn lo gì nữa rồi. Nhưng dù gì thì cũng là con người, không thể nào để sống chung với một lũ sói hoang được. Cách duy nhất để sói mẹ có thể nhận nuôi cậu bé chính là triệu tập một cuộc họp trong tộc sói. Ngay sau đó, tất cả sói trong rừng tụ tập lại với nhau, và khi nhìn thấy cậu bé loài người thì chúng đều ngơ ngác như chó lác nhìn nhau, ngỡ ngàng đến bật ngừa. Muốn giữ cậu bé này ở lại bắt buộc phải có ai đứng ra làm người phát ngôn cho cậu bé, vì đây chính là quy tắc của tộc sói. Con báo ngoạm theo một con nai đến và đề nghị dùng nó để đổi lấy mạng sống của cậu bé. Vua sói bước tới và quan sát cậu bé thật kỹ, và cậu bé cũng nhìn nó, liếc mắt đưa tình các kiểu con đà điểu. Thế là cuối cùng, vua sói quyết định giữ cậu bé lại, bất chấp mọi ý kiến của tộc sói. Chính vào lúc này, con chó điên ban nãy đã dẫn đại ca hổ báo của nó đến đây. Nó là một con hổ quỷ hung tợn khét tiếng nhất trong rừng, và nó đến đây cũng chỉ để đòi lại cậu bé, vì cậu bé chính là miếng mồi bị tuột mất của nó. Nhưng còn chưa kịp lân la đến hỏi thì đã bị đàn sói gọi đồng bọn đến đe dọa, vì nếu con hổ dám manh động với cậu bé thì cũng chính thức đối đầu dòng tộc nhà sói. Bọn chúng nhe nanh giơ vuốt sắc nhọn ra xỉa răng đe dọa. Con hổ lúc này cay lòi kèn nhưng sợ bị úp sọt nên cũng chim cút đi luôn. Nhưng nhìn ánh mắt của ông cháu thế kia thì biết, làm gì có chuyện nó bỏ qua dễ dàng như thế cơ chứ. Và cũng từ đó cậu bé đã trở thành một thành viên của tộc sói, ngày ngày sống trong rừng cùng những loài động vật. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đi đái cái mà thấm thoát cũng được 7-8 năm rồi. Đứa bé được tộc sói nhận nuôi năm đó cũng đã trưởng thành và được đặt tên là Molly. Mỗi ngày cậu đều cưỡi trên lưng báo đen vào trong rừng chơi. Không những bảo vệ Molly mà con báo còn dạy cậu cách săn mồi. Bên cạnh đó, gấu nâu cũng là một người bạn, một người thầy của cậu, luôn dạy Molly những kỹ năng sinh tồn cần thiết ở trong rừng. Vì ở đây ai cũng sẽ trở thành những con mồi, nên phải tự bảo vệ mình trước khi mình biến thành con mồi. Và chỉ khi vượt qua bài kiểm tra chạy, cậu mới có thể gia nhập bầy sói. Mỗi lần huấn luyện chạy đường dài, Molly đều bị những chú khỉ thu hút, vì cậu cảm thấy chúng vô cùng thú vị. Nhưng gấu nâu lại nói với cậu, đám khỉ này vui buồn thất thường và vô cùng nguy hiểm, do đó mà cậu cần phải giữ khoảng cách với chúng. Trên đường về nhà, họ phát hiện ra có một con bò bị giết. Điều này có nghĩa là con hổ đó đã quay lại rồi. Nó sẽ bắt đầu khơi nguồn nổ ra một cuộc chiến trong rừng. Thế là tộc sói lại lần nữa mở một cuộc họp khẩn cấp. Vì chúng sợ như vậy sẽ thu hút càng nhiều loài người đến, chúng sẽ bị bắt đi và tộc sói cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, chúng định giao Molly cho con hổ. Nhưng trong lòng vua sói sớm đã có dự tính rồi. Nó tìm đến gấu nâu và báo đen. Chỉ có cách khiến cậu bé thông qua được kỳ thi chạy đường dài thì mới có thể chính thức trở thành thành viên của tộc sói. Gấu nâu bắt đầu dùng những bài huấn luyện gắt gao để dạy Molly. Cậu hết lần này đến lần khác rơi từ trên cây xuống mà vẫn không hẹo. Nhưng Molly không hề từ bỏ mà vẫn tiếp tục tập luyện, vì cậu muốn chính thức trở thành một thành viên trong bầy sói. Sau khi luyện tập vất vả,
Molly nằm ngâm mình dưới nước ngắm thiên nhiên kỳ vĩ xung quanh thì bỗng nhiên thấy đàn cá chạy tán loạn. Cậu ngoi lên xem thì thấy một con hổ vừa mới đánh chén mồi xong. Nó bắt đầu há to miệng ra để liếm nước, khiến máu tươi trong miệng lan khắp mặt nước. Thấy thế Molly cố gắng nín thở, nhưng cậu không thể không phun ra những bong bóng nước. Và chính điều đó đã thu hút sự chú ý của con hổ. Nó đã phát hiện ra Molly nhưng lại cố tình giả vờ quay xe bỏ đi. Thế là cậu lập tức ngoi lên khỏi mặt nước và liều mạng chạy trốn. Một tiếng gầm vang lên từ phía sau. Con hổ nhanh chóng đuổi theo sau. Trong lúc hoảng loạn, Molly vô tình rơi vào bẫy, và sau đó là tiếng kêu lớn chuyển đến tai báo đen. Thế là nó liền ý thức được cậu bé đã gặp nguy hiểm, bị rơi xuống bẫy. Nhưng Molly lại rất may mắn vì không bị cọc cắm vào người. Còn con hổ thì chỉ nán lại đó một lúc rồi biến mất. Rồi sau đó, một vật dài vươn ra, hóa ra là mũi của chú voi. Nó quấn quanh eo cậu bé, rồi cứu cậu ra khỏi cái bẫy. Molly nhìn thấy chú voi khổng lồ phủ đầy rêu trước mặt, và chiếc sừng bên trái đã bị gãy mất. Không khỏi ngạc nhiên với 10 vạn câu hỏi vì sao. Lúc này, khi báo đen đến, nó cũng sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. Chú voi không hề nói một lời nào mà lập tức quay người bỏ đi. Molly cũng nhanh chóng lên mình báo đen trở về hang ổ. Còn con hổ đang ẩn mình trong bóng tối thì đã nhìn thấy tất cả. Với ánh mắt thâm cay thế này, chắc chắn ông cháu còn đang ủ mưu gì đó. Hôm nay cuộc chạy thi đường dài trong đàn sói chính thức bắt đầu. Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra này là có thể trở thành thành viên của tộc sói. Báo đen chịu trách nhiệm đuổi theo phía sau và bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Lệnh của vua sói vừa dứt, bọn chúng như những mũi tên lao về phía trước. Tốc độ của Molly không thể đọ được với bầy sói, nên cậu chỉ có thể chọn đi đường tắt. Cậu trực tiếp nhảy ra khỏi vách đá, bám chặt vào cành cây, dùng lực của cánh tay để bản thân rơi xuống cửa hang, rồi sau đó lại vượt qua hang, nhưng vẫn chậm một bước. Thế là Molly liền chọn cách ôm một cái cây lớn và trượt thẳng xuống. Và thế là cuối cùng cậu đã trở thành người chạy đầu tiên. Nhưng rất nhanh Molly đã bị đàn sói đuổi kịp, đã vậy còn bị đẩy sang một bên nữa. Tuy nhiên cậu không hề bỏ cuộc mà vẫn lao về phía trước. Lúc này báo đen đã đuổi đến và nhìn chăm chăm vào Molly. Cậu chui vào giữa cành cây, cậu nghĩ rằng báo đen không bắt được cậu. Nhưng ai ngờ được là nó lại phá gãy cành cây và xông vào bên trong. Thế là Molly chỉ có thể liều mạng trèo lên trên. Thân hình gầy gò của cậu len qua hốc cây, thoát khỏi sự truy đuổi của con báo. Cậu bé trèo lên cây dây leo nhảy lên đỉnh đá và là người chạy đầu tiên đến đích. Gấu nâu nhìn thấy cũng vô cùng vui mừng. Nhưng còn chưa kịp há mồm cười thì ngay lúc này Molly lại bị báo đen xô ngã sang bên cạnh và nhe nanh giơ vuốt với cậu. Nó làm như vậy để cậu bé không thể nào gia nhập vào bầy sói, vì chỉ có quay trở về với xã hội loài người thì cậu mới có thể an toàn. Nhưng điều này không phải là điều mà cậu muốn. Gấu nâu và lũ sói nhìn thấy cũng thấy thương cho Molly. Cậu vô cùng đau lòng mà ngồi một mình bên bờ sông. Chó điên bên cạnh gốc cây nhìn thấy nên đã cắp đít về báo tin, gọi lũ khỉ đến và khiêng cậu đi về hang ổ của chúng nó. Molly bị kéo sềnh sệch dưới đất như lợn cắp nách. Đến khi cậu tỉnh dậy thì chỉ toàn nhìn thấy những khuôn mặt gớm ghiếc của những con khỉ điên bên cạnh. Chúng nó nháo nhào như đói cơm. Lúc này bóng dáng của chúa tể Sơn Lâm đã xuất hiện. Con hổ nhìn thấy con mồi mình tìm kiếm bấy lâu nay trước mắt thì không khỏi ra oai với bầy khỉ. Nó đi đến gần Molly ngắm nghía. Nó giơ nanh vuốt sắc nhọn rồi cào một vết từ trên vai Molly xuống, khiến cậu bé mơ màng hoang mang mà tỉnh lại. Sau đó nó mở to cái miệng đỏ lòm của mình ra, định ngoạm nuốt chửng Molly. Đột nhiên gấu nâu và báo từ trên đáp xuống. Bọn chúng đều đến đây để bảo vệ Molly. Con hổ vừa ra lệnh, hàng vạn con khỉ lập tức nhào lên người chúng. Trước số lượng đông đảo như vậy nên dù cho có khỏe đến cỡ nào thì cũng đành bất lực. Gấu nâu và báo lần lượt nằm bẹp xuống đất. Con hổ lại lần nữa đi về phía cậu bé, tiếp tục nghi lễ ăn thịt người của nó. Đột nhiên một con mãng xà khổng lồ từ bên ngoài xông thẳng vào, khiến tất cả đám động vật đều phải lần lượt nhường đường. Con mãng xà nhanh chóng lượn quanh cậu bé, cảnh cáo bọn chúng phải tránh xa đứa bé này ra. Trong rừng không có bất cứ ai dám động đến con mãng xà này, dù có chúa Sơn Lâm thì cũng phải nể vài phần. Thế là con hổ chỉ đành quay xe bỏ đi. Con mãng xà này có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Nó nhìn thấy được hình ảnh khi Molly còn bé, được cha mình ẵm đĩu trên người, cùng chiếc đuốc trên tay đang chiến đấu với hung thú là con hổ. Nhưng để bảo vệ con trai, nên cha cậu đã hy sinh làm mồi cho con hổ. Xung quanh toàn đám cháy, thú rừng thì bỏ chạy tan tắc, mẹ của Molly cũng vì thế mà mất mạng. Khi Molly vừa lớn chút thì cũng đã từng gặp qua mãng xà rồi. Nó nói cho cậu biết về nhân duyên tiền kiếp, về thế sự nhân sinh, và tương lai sẽ là một người làm nên chuyện lớn, là tương lai của khu rừng này. Vừa nói trên thân mình con rắn vừa hiện lên mập mờ những hình ảnh từ khi cậu và cha mẹ bị lạc vào trong rừng này. Tối đó, những con sói đã đi ra ngoài để đi săn. Con mồi của chúng chỉ là một con nai. Vua sói nhảy lên nhưng lại không bắt được nó. Đây chính là lần đầu tiên trong đời mà nó thất bại. Theo quy tắc của tộc sói, nếu vua sói thất bại, thì nó phải chấp nhận thử thách của bầy sói.
ai đánh bại nó thì có thể trở thành vua mới. Con hổ này đến đây chuẩn bị hóng đờ ra ma, và đã có con sói bắt đầu phát động tấn công rồi. Nhưng vua sói vẫn vô cùng hung dữ, chúng chỉ có thể dùng cách bao vây tập thể để tấn công vua sói. Molly nhìn thấy cảnh này, lại nhìn thấy ánh mắt độc ác của con hổ, thì cậu liền hiểu ra được đây chính là cái ly gián của nó. Cậu định lên trước giúp vua sói nhưng lại bị gấu nâu ngăn lại, thế là cậu bé chỉ có thể đến ngôi làng của loài người, và dùng một cành cây để nhóm lửa rồi nhanh chóng chạy về phía bầy sói. Vua sói đã bị bầm tím khắp người, hên là Molly kịp thời chạy đến, khua ngọn đuốc trong tay, mới ngăn chặn cuộc tấn công của bầy sói. Hơn nữa cậu còn dùng lửa để đuổi con hổ đi nữa. Molly đã mang vũ khí của loài người về bầy sói, nên vua sói chỉ đành buộc cậu rời khỏi nơi này. Trong lòng cậu vô cùng buồn bã, và trực tiếp chạy về ngôi làng của loài người, rồi khua ngọn đuốc trong tay để trút sự hết bất mãn trong người ra, và cuối cùng cậu đã bị đánh ngất đi, rồi nhốt vào trong lồng. Molly bị nhốt vào trong lồng, và lần đầu tiên cậu bị mất đi tự do. Cậu bắt đầu điên cuồng đâm vào lan can, rồi còn dùng răng cắn nữa, nhưng những thứ này lại không giúp được gì, thế là Molly chỉ đành bình tĩnh lại. Thấy Molly không còn quậy nữa, đột nhiên có một người đàn ông đưa đồ ăn đến cho cậu. Cậu bé bỏ lên ngửi thử, nhưng vừa ngoạm một miếng thịt lên thì lập tức nhổ ra, rồi lấy tay cào vào lưỡi của mình. Thức ăn của loài người không hề phù hợp với cậu. Sau đó, rất nhiều đứa trẻ đến và cười nhạo cậu và còn dùng gậy để chọc cậu nữa. Molly hét lớn lên như điên như dại để xua đuổi tất cả mọi người. Đến tối, báo đen tìm đến đây, nhưng nó không đến đây để cứu cậu bé mà để khuyên cậu hãy ở lại đây. Nó bảo Molly không nên kháng cự nữa mà hãy cố gắng lấy được lòng tin của mọi người. Nói xong nó liền quay người bỏ đi, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Điều này cũng đã được người đàn ông thợ săn nhìn thấy. Ông cũng biết rằng báo đen là người thân duy nhất của cậu bé. Ngày hôm sau cửa lồng sắt được mở ra, cậu bé liền bước ra ngoài. Sau đó còn có người đặc biệt đến giúp cậu tắm rửa, thay đồ, rồi còn đi giày cho Molly nữa. Và thế là dần dần, cậu đã hòa nhập vào với cuộc sống của thế giới loài người. Đã vậy thợ săn còn tặng cho cậu một con dao, bảo cậu treo trên ngực để bảo vệ chính mình. Hôm đó một con sói đến tìm cậu, nói với cậu là con hổ đã khống chế hết tất cả. Phần lớn bầy sói đều đã nghe theo lệnh của nó, và số còn lại đều đã đuổi đến bìa rừng. Con hổ bắt đầu tàn sát, giết hại gia súc của loài người, nên chúng rất sợ con người sẽ đến báo thù, do đó muốn đến nhờ cậu giúp. Nhưng bây giờ cậu đã coi người trong ngôi làng này là gia đình của mình, nên cậu sẽ không quay trở về bầy sói nữa. Một đêm nọ, Molly tình cờ đột nhập vào nhà kho của người thợ săn, và nhìn thấy bên trong có vô số các loài động vật, thậm chí còn nhìn thấy cả người bạn sói trắng thân nhất của mình nữa. Cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhân lúc người thợ săn đang ngủ say, Molly đã muốn giết ông. Nhưng cuối cùng cậu lại không thể ra tay. Cậu bé nhìn thấy một chiếc ngà voi khổng lồ trong góc, lại nhớ đến chú voi đã cứu mình lần trước bị gãy ngà, nên đã lén đem chiếc ngà trả lại cho chú voi khổng lồ này, và còn thỏa thuận với nó nữa. Chỉ cần nó có thể giúp cậu loại trừ được con hổ trong rừng, thì cậu sẽ dẫn nó đến chỗ người thợ săn đã lấy ngà của nó. Cậu bé một mình dẫn dụ con hổ ra. Nó vô cùng kiêu ngạo, vì nó nghĩ rằng trong trận chiến lần này nó sẽ là người thắng cuộc. Đột nhiên Molly ngẩng đầu lên và hét lớn. Sau đó hàng chục con voi khổng lồ từ trong rừng lao ra. Con chó săn thấy có chuyện chẳng lành nên đã quay xe chạy mất dép. Con hổ tấn công lên vồ lấy cậu bé nhưng lại bị chú voi hất văng ra xa. Sau đó nó đã bị bao vây và không còn đường lui. Thấy vậy cậu bé liền lấy dao ra đâm trúng con hổ, rồi trực tiếp nhảy lên lưng để chiến với nó. Nhưng cậu bé sao có thể là đối thủ của con hổ này được chứ? Thế là Molly đã bị hất văng xuống, nó như một con hổ đói nhào lên vồ lấy con mồi. Nhưng hên là cậu bé đã né được, cậu nhanh chóng trèo lên cây, khiến con hổ vô cùng tức giận. Suýt nữa thôi là cậu đã thành món ngon của nó rồi. Cậu chỉ có thể trở sang cành cây khác, còn con hổ nhảy lên không trung nhưng lại không thể tóm được cậu. Thế là nó liền rơi xuống và mắc kẹt trên cây. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, là súng của người thợ săn. Molly nói với chú voi, chính là ông ấy đã trộm ngà của nó. Người thợ săn nhanh chóng nhặt súng ống ngắm và nhắm bắn con hổ, nhưng không may lại bắn trúng cậu bé. Ông vừa định bắn thêm phát nữa thì một con voi siêu to khổng lồ đâm thẳng về phía ông, còn con hổ cũng thừa lúc bổ nhào về phía Molly. Hên là vua sói kịp thời xông đến, nhưng con hổ vẫn chưa chết. Lúc này tất cả bạn bè của cậu bé đã đến, nên con hổ chỉ đành chạy vào trong rừng sâu. Vua sói cũng bị thương nặng và bỏ mạng tại đó. Molly nhặt dao lên và đi vào trong rừng. Cậu đến trước mặt con hổ, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để chiến đấu với nó. Và thế là nó đã bị cậu bé xử gọn trong một nốt nhạc. Con hổ và người thợ săn đều đã chết. Cậu bé cũng đã nhận được sự công nhận của bầy sói và trở thành vua sói mới của chúng. Và rừng xanh lại lần nữa trở lại cuộc sống yên bình như trước đây. Thống trị rừng xanh. Được rồi, video hôm nay đến đây thôi. Nếu thấy hay hãy để lại ý kiến bên dưới dòng bình luận và để lại một like, một subscribe đón xem tập phim tiếp theo nha.